Ok, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của tựa game Evowar.io. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và ok các bạn ơi, và các bạn cũng đừng quên là mình có làm một cái kênh chuyên về vlog. Đó chính là kênh Vũ Lít Food anh em ạ. Thì nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể ghé qua bên kênh Vũ Lít Food để xem, để ủng hộ cho mình nha. Và cũng vừa mới trùng hợp là cái sự kiện thỏ phục sinh nó cũng vừa mới hết. Đấy, thì hôm nay nó có vẻ như là mặc dù là cái sự kiện thỏ phục sinh nó hết các bạn ơi, nhưng mà nó bị một cái rất là bẩn bựa. Đó chính là mấy cái X2 của ngày hôm qua nó vẫn tồn tại tới ngày hôm nay, nên là cái tỷ lệ mà mình đạt được top thế giới nó cũng khá là thấp. Cho nên là hôm nay mình sẽ cố gắng đạt top 1 server đó nha anh em, nếu được. Đấy, bởi vì người ta chưa đánh đẳng cấp lắm các bạn ơi, nên là sẽ hơi khó cho mình. Nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền. Ủa, hai này đồng quy vô tận luôn, bôi tiền sẽ hết. Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là ủng hộ. Cái gì đây? What the hell? Rồi, back to the game anh em ơi. Rồi, tự nhiên hồi nãy đang mải nói quá, thằng kia nó tranh thủ thời cơ. Gì đấy? Fan chị Lít à? Fan gì đấy? Không hiểu lắm. Hôm nay chắc không đánh mình. Trời ơi, mê nó mất luôn cái kia rồi các bạn. Mê nó mất luôn cái quả trứng phục sinh rồi các bạn ơi. Khá là buồn. Thôi bây giờ mình cũng phải tránh xa một chút xíu các bạn ạ. Tránh xa mấy bạn kia chút xíu ạ. Đấy, thằng kia nó vừa đánh mình theo cái phong cách y chang như này. Giờ mình đánh cái ông này phong cách y chang như thế các bạn ạ. Rồi, quay lại rồi. Anh niên bên kia có vẻ tỉnh táo ấy nhở. Tỉnh táo đấy, nhưng mà làm gì được nhau. Rồi mình lên hạng 3 toàn server nhá mọi người. Có một thanh niên tên là Rip Indra luôn kìa các bạn. Anh niên này chắc chơi Roblox. Mình nghĩ thế. Chơi Roblox thì mới biết Rip Indra chứ đúng không anh em. Nhưng mà hello, tầm này mình đã đạt tới level 24 rồi. Mình thấy là nhiều người họ chơi cực kỳ là mượt mà luôn ấy. Mà chả hiểu sao mình chơi nó gà như thế. Nói chung là bây giờ các bạn muốn chơi cái trò này, các bạn lọt top thế giới ấy, thì các bạn đừng đánh với cái đứa nhỏ nhỏ như này. Đấy, cái kinh nghiệm xương máu của mình chơi ấy, là anh em đừng đi đánh với đứa nhỏ nhỏ. Anh em phải cố gắng đi đánh với đứa là nó lọt top ấy. Ví dụ bây giờ các bạn top 2 đúng không? À, khỏi đánh anh điên này đi. Mất công đánh thì các bạn lên, các bạn ấy mang vốn mình thề. Trời ơi, quả này bị quay anh em ơi. Các bạn thấy mấy nay mình đâu có dám gọi là uính với bạn nào tên là fan Vũ Lít hay là fan cái gì liên quan đến chữ Lít đâu anh em. Mình mà cứ đặt uính với thanh niên đặt tên như thế là các bạn ấy lên, các bạn ấy mang vốn là sao anh lại đánh em. Thành, ê mày thế, ê này thì ô thanh niên này máy à, máy hay gì đấy anh em ạ. Rồi đặt tên vào 27 rồi, tính là đặt lên vào 27 nhanh ấy chứ, bởi vì là nãy giờ là mình toàn kêu mấy thanh niên to đầu ấy, nên là mình lên level khá là nhanh. Hello, mình không muốn đánh mấy thanh niên nhỏ nhỏ như này đâu thực sự ấy. Messi à, mình thì mình không thích Messi lắm. Cho nên là nhút nhai Messi. Đấy, mấy thanh niên nhỏ nhỏ đấy cứ bu bu này thì mình bắt buộc mình phải khều luôn anh em. Thực ra đánh mấy thanh niên đấy có được cái gì đâu. Đấy, bây giờ muốn điểm cao thì chỉ có nước để đánh mấy thanh niên này thôi. Đấy, đánh mấy thanh niên kiểu level cao ấy thì mới được điểm cao. Đấy, đánh phát hai đứa luôn. Đấy, hello. Đánh mấy đứa, bây giờ đánh mấy đứa nhỏ nhỏ này thì cũng không được cái gì hết đấy các bạn ạ. Nhưng mà thôi, xài tạm xài tạm. Có thanh niên ca kìa, thanh niên ca là tít góc dưới. Chắc là mình sẽ xuống tới đấy để mình săn thanh niên đấy. Tao bất tử à? Anh chả thanh niên đặt cái tên nghe có vẻ chiến trường ấy nhở. Wow, ok. Mới này mình bị nghiện cái trò Evowar, với cả là dạo này mình cũng làm lại Clash of Clans nữa. Mình dạo này mình nhiều bạn kêu là mình làm Clash of Clans quá, cho nên là mình quyết tâm là mình phải làm lại. Trời ơi, mấy cái thanh niên đàn tề này. Mệt ghê á. Này thì tớ cứu cậu ấy nhá. Bây giờ tớ sẽ ăn cậu luôn. Tớ đùa đấy. Tớ cứu cậu, tớ đi ăn cậu đúng không anh bạn? Nhưng mà cậu cứ dí tớ thế này thì tớ xin lỗi. Đây, Whiteford, cáo trắng ạ. Cáo trắng với chúng tôi này. Rồi, đông quá à? Hàng không cái này mà không ăn thì hơi phí đúng không các bạn? Đó thì hai xin chào à, thanh niên đặt tên nghe hay ha. Hai xin chào. Trời, vừa có cái vương miện. Chúng ta xài cái tai thỏ nhiều rồi đấy, giờ chúng ta xài cái vương miện nếu lại không quen. Ê, nó mới đau chứ. Bình thường là dạo này toàn xài cái tay thỏ ấy. Bây giờ mới nay xài cái vương miện thì nó lại không quen lắm. Bọn này nó cứ dí kiểu này nhá. Cực kỳ là khó chịu luôn các bạn. Dí này. Rồi cấp 34 rồi. 200.000 điểm.
Ủa, hình như cái điểm này nó lại tính theo kiểu khác rồi hay sao ấy các bạn? Giờ có vẻ kiếm 200.000 điểm khá là dễ nhá. Mình nhớ là 200.000 điểm là cực kỳ là ngày xưa là cực kỳ là khó kiếm luôn đấy. Ngày xưa 200.000 điểm là các bạn là lọt top luôn rồi chứ. Tầm này 200.000 điểm có vẻ hơi dễ kiếm hơn rồi. Mấy thanh niên này cứ đứng đứng sát sát này, cay tê nhở là bắt buộc là mình phải đánh à. Đây, anh đánh lên ở trên đây trước. Đó. Nên cứ dí mình thôi. Ôi ơi, trượt kìa. Tiếc thế, còn mồi ngon thế mà. Thôi, để mình lùa mình chụp mình. Ai, buồn nhá. Không sai anh em ơi, còn tới tận 4 phút nữa mà. Cho nên là mình nghĩ là mình vẫn có thể đạt được top 1 server thôi. Việt Nam vô địch. Thanh niên ấy có vẻ bá đạo ấy nhở. Mấy thanh niên nhỏ xíu này cay thế. Thế chứ chơi cái này mà gặp mấy thanh niên nhỏ nhỏ này cực kỳ là khó chịu nhá. Bởi vì là nó cứ bu bu sát người á. Kiểu không vừa không nỡ đánh, vì đánh thì chả được cái gì, đánh chả được bao nhiêu kinh nghiệm, mà không đánh thì nó lại bu vào nó tát cho phát. Quá buồn. Quá đau đớn anh em ạ. Đấy, mình chỉ thích ăn mấy thanh niên to to này thôi. Đấy thì mới có thể lạp được level 36 chứ đúng không anh em. Ô, thanh niên disconnect à. Đây, Duy Nam Pro. Pro nhưng sao lại là chơi gà hả bạn? Cấp 33 rồi. Chắc là trận này mình sẽ cố gắng đạt được cấp 36 anh em ạ. Lâu quá rồi mình chưa được trải nghiệm với cấp 36 ấy. Đây, xuống đây. Boom. Rồi, 34 rồi. Lẽ ra tầm này phải... À, ăn được thanh niên này lại. Từ từ anh em ơi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Ăn được thanh niên này là VIP Pro nữa chứ. Đi rong rủi thanh niên này thôi. Đi rong thanh niên này anh em ạ. Cáo trắng. Đấy, 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 đấy. Kè kè cái quay lại phập phát nhở. Được rất là nhiều điểm luôn đấy anh em. Nếu mình ăn được thanh niên đấy mình sẽ được rất là nhiều điểm. Mày nè. Cái tội. Dám gọi là... Ui giời ơi. 361.000 điểm. Quá là đã luôn. Sao bây giờ mấy thanh niên này nhìn bé vậy đấy. Bây giờ tới thời gian đi farm gà thôi anh em. Đi farm gà thôi. Còn này mới đi farm được càng nhiều điểm thì tỷ lệ on top càng cao. Mình chưa biết cái cảm giác lọt vào top thế giới như nào. 430.000 điểm rồi, cố lên. Liệu chúng ta có thể lọt được top thế giới hay không? Ui, đánh mấy con này được có xíu điểm mà các bạn. Bảo sao? Bây giờ các bạn muốn lọt top thế giới các bạn phải đánh mấy thằng mà nó level cao ơi là cao luôn đấy các bạn. Đấy, bây giờ mới được 460 này các bạn thấy không? Đánh một phát hai đứa luôn. Double kill thì có được cộng nhiều điểm hơn hay không ta? Các bạn nhìn nhá, mình được 473.000 rồi. Hình như là top thế giới đây là 500.000. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mình lọt top thế giới chăng? Quá là tuyệt vời đến từ vị trí của Vũ Lít. Ok. Đấy, bây giờ mấy đứa này nó nhỏ quá. Nó dí mình này các bạn nhìn này. Dí với chúng tôi này. 490.000 rồi anh Vũ ơi. Lọt top thế giới lần đầu tiên nào anh em. Nhưng mà công nhận đấy các bạn là dạo này cái top này nó dễ lọt à, nó dễ kiếm quá anh ạ. Ngày xưa mình nhớ là 500.000 điểm là cực kỳ là khó luôn đấy. Mà bây giờ 500.000 điểm mình cảm giác nó đơn giản. Như kiểu là các bạn đang giỡn vậy đấy. Rồi. Ôi cái thằng này. Cái thằng này. Cứ quay đi thì nó quay lại. Mà cứ quay lại thì nó lại quay đi. Thế mới đau đầu chứ. Tầm này mình cố gắng không để ngủ nữa là lọt top là ngon. Hai xin chào cậu. Ôi, trời ơi, nó bị liệt nốt. Xong rồi anh em ơi. Cơ hội lọt top còn không vậy? Ui giời, còn có 420.000. Trời ơi, mất cái cơ hội lọt top mất. Cố lên, giờ phải đi kiếm mấy đứa to đấy anh em. Giờ phải đi băm mấy đứa to to thì mới có cơ hội. Như đứa này này. Như thằng này, ui giời ơi. Thằng Samurai gì kia đi. Buồn. Ơ, có vẻ hơi khó rồi. Cái giấc mơ lọt top của tôi thì nó lại bị mất rồi anh em ạ. Rồi đi săn thằng Lon này. Chú ơi. Quá buồn luôn anh em ơi. Còn có 300.000 điểm mà à. Cơ hội lọt top đã mất. Quá đau đớn anh em ạ. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng kiếm 400.000 điểm có được lọt top không ta. Giờ mình mà đập thằng top 1 là mình lọt top ngay ấy mà. Nhưng mà có vẻ hơi khó rồi. Boom. 7 giây nữa. 400.000 nữa. Rip it ra. À. Mình nhận đấy ghi lọt top rồi chứ. Thanh niên ca cái on top chắc rồi. Trời ơi, mình được có 342.000 à. Được cái nhiều kill nhất anh em ạ. 78 kill. Còn lại là của ca hết này. Ca được đâu đó tầm 783.000 điểm chắc chắn lọt top rồi anh em ạ. 700. Ui anh em ơi, 700 là top 5 đấy chứ. Hôm nay mình chỉ cần ở 600.000 điểm mới được các bạn ạ. Hơi buồn. Suýt nữa thì lọt top rồi. Và cách kết
quá buồn, rồi mãi vẫn chưa lọt top được, quá đau đớn anh em ạ. Rồi và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn đừng quên là chúng ta có một kênh YouTube chuyên về ẩm thực cũng như là du lịch mang tên là Vũ Lít Food nha. Và hy vọng là mọi người qua ủng hộ cho mình lên 1k sub, sắp được 1k sub rồi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nhé. Bye bye.